danh Nguyễn Ngọc Tú Linh, phép danh Nguyên Kim. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động về chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng được xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sử dụng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh được điều lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mẹ gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Leo Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện 100.000 thân hình để độ chúng sanh trong 6 đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoãn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong 6 đường trải đến số kiếp như số cát trong 100.000 ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sĩ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá, tri gỗ mà dựng cây khém, cây thất. Trong đó có thể họ vỉa, cho đến dùng vàng bạc, đồng sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm ngưỡng, chiêm lễ ngợi khen. Thời chỗ người đó được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tội ý kẻ, sáu là không có tai họa về nước về lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, vậy thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Leo Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kỹ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó có thể đọc tụng kinh điển này về cúng dường hình tượng của Ngài Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả tai họa như nước, lửa, trộm cướp, nạn lớn, nạn nhỏ v.v. thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo vị Kiên Leo Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì có sao, vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mì, tri lâu, gạo thóc, của báu, tất cả những thứ từ đất mà ra đều nhờ nơi sức thần của ông kể. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức về thần thông của ông lại càng thêm 100.000 lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như có kỹ thiện nam người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện để dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nơi tai, huống là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của Chư Thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiện thánh ủng hộ như thế? Đều do những người ấy chiêm ngưỡng, chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xê lệ biển khổ, chấn đạo nước bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha, ha, ha,